như là trao đổi với các bạn về chiến lược, và chúng ta sẽ đón chào hai thành viên đại diện đến từ Quyết Lực kia. Thank you.
Nếu bạn thấy ba cứ theo mua một con Big Girl chắc chắn đổi lời cho bạn. Còn bạn nào là chưa thấy ba mà đang có gấu thì cũng hay mua thì tự nhiên gấu thấy bạn thật là trời, anh này thích những đứa dễ thương, chắc mốt sẽ thương con. Thôi chuối luôn đi, ngon lắm, cho nó tỏ vậy, cứ mua má đi. Rồi, nha, cảm ơn thằng này, vô lâu anh, vô lâu anh.